là những người cao tuổi thì thấy rằng là các cái tạng trong cơ thể như là tâm can tỳ phế thận đều có tác dụng, đều có thể là suy giảm cái chức năng rất là nhiều. Khí hư thì huyết hư, và khí hư thì thấy rằng là phần dương kèm theo cũng hư. Do vậy mà người ta sử dụng cái thảo dược ví dụ như là hồng sâm có tác dụng nâng cao phần khí trong cơ thể, nâng cao chính khí ở cơ thể, và có tác dụng kiện tỳ và có tác dụng bổ khí dưỡng huyết, là một cái vị thuốc tăng cường sinh lực, và nó cái vị thuốc để giúp làm đẹp cho chị em phụ nữ. Tên tôi là Đào Kế Đoàn, năm nay tôi 62 tuổi. Trước đây tôi rất mệt mỏi, người ngậm đau nhức, đi tiểu đêm, và chi nhớ của tôi thì rất là thất thường. Nhưng từ khi được một người bạn của tôi giới thiệu về sản phẩm hồng sâm, tôi đã luyện tập thể dục cũng như là cộng chế độ ăn uống nghỉ ngơi đều đặn, và bây giờ sức khỏe của tôi đã trở nên rất tốt.